hiện không đang sống trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm, thông tin có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương cần thận trọng trong việc xây dựng tạo nguồn cán bộ trung ương là nội dung trong thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả. Bây giờ xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý là chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên. Hello, chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái lô đài FM của Nhật nhé. Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó là một cái dòng cực kỳ chất lượng. Đợt này thì về mẫu mã có cải tiến, có thêm cho các bác một con đồng hồ nữa, hàng combo và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Kỳ 2 vào dịp mùng 2 tháng 9 tới. Đây. Dự án với số vốn đầu tư hơn 2.500 của nó thì được mạ chrome rất là sáng bóng nhá. Còn thân của nó thì nó sẽ là ốp gỗ như này, ốp giả gỗ này các bác này. Đấy. Thân của nó ốp gỗ rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn. Có thấy không? Đây. Âm lượng to nhỏ đây nhá. Có nhỏ đây và cho bé đi ở đây này. Đấy. Cơ quan này. Con này thì có các bác có thể là nghe đài hoặc là nghe MP3 nhá. Các bác có thể bắt Bluetooth để nghe MP3 cũng rất là ok luôn, nghe nhạc bắt Bluetooth nó cũng như một con loa Bluetooth luôn. Nói chung là hàng đa chức năng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới cái giá rất là tốt luôn. 31 tháng 1 năm 2024. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 tỷ đồng. Từ hôm nay, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại nghị định. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhé. Con này thì đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 260.000 thôi. Đấy, lên cho em là đài FM nhé. Đài FM này. Em đang bán là 300k. Đợt này về cho bác giá cực sốc luôn. 260k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 260.000 một con đài FM này, bao ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó, nhận hàng các bác có quyền test thử kiểm tra. Đấy, thanh toán các bác nhé. Đấy. Có đồng hồ này. Trong tháng 9 năm 2000. Con này thì nó sẽ có đồng hồ nhá. Đây anten của nó này. Đấy, các bác có thể xách đi xách về rất là gọn luôn này, như một cái vali luôn. Đó, rất là gọn luôn. Cái này thì các bác có thể để điện thoại lên cũng ok. Đó. Và đây thì nó sẽ có các cổng kết nối như là jack 3.5 để các bác nghe nhạc này, tai nghe này, USB này, thẻ nhớ này. Rồi chân sạc vào này. Đó, và đây là cái điều khiển cái công tắc của đồng hồ nhá. Các bác tắt đi này, bật lên này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái nút để các bác núm đây, cái núm này để các bác điều chỉnh đồng hồ này. Đó, núm này các bác điều chỉnh đồng hồ. Và đây là cái công tắc tắt bật đồng hồ nhá. Công tắc tắt bật đồng hồ ở đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác với con giá rất là hợp lý luôn. Một con đài FM như này, giá chỉ có 260.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác một quả pin 18650 luôn rồi. Cứ về cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đó, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, các theo. Đấy. Đó, rất là ngon lành nhá. Lên cho em là đài FM nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho con đài FM như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau giày nhá. Các lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đấy, khăn ướt lau giày. Các bác lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt này. Cái này là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt lau giày. Giá của nó sẽ là 20k trên bịch như này thôi. 20.000 trên bịch như này. Và 50k thì là sẽ là bằng 3 bịch nhá. Đấy, 50k là sẽ là bằng 3 túi. Đó, 50.000 3 túi, còn là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi. Đó, 20k trên một túi như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn lau mà nó sẽ rất là đa di năng luôn. Đó. Thì nó sẽ lau được hết các loại giày nhá, giày vải, giày giấy, giày ướt, giày khô là lau được hết nhá. Các bác chỉ cần là mở cái nút này ra này. Đấy, mở cái nút này ra. Sau đó thì mình lấy cái khăn ra. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn nó đã có sẵn tẩm sẵn xà bông rồi. Đấy, xà bông cũng như là các cái chất tẩy nhá. Đấy, xà bông và các cái chất tẩy rồi. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái khăn như này. Khi lau vào thì cái xà bông của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xà bông nó ra rất là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để lau giày, lau dép đều được hết đây. Ví dụ như này này. Đấy các bác này, đây như em đang lau này. Đấy, lau là nó sẽ sạch bóng lên luôn các nhá. Đấy, ví dụ giày dép của các bác bẩn này, đấy nhá.
đôi dép này của em nhá. Đấy, nó rất là bẩn luôn này. Đấy, em lau phát là nó sẽ sạch luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có là có cả xà bông bên trong luôn. Có cả xà bông bên trong đây, cái này em mục sở thị cho các bác xem luôn. Chứ không cần phải là, đấy các bác cứ lau sạch đi này cho em, xong rồi mình lấy cái khăn khô mình lau đi là xong. Lấy khăn khô mình lau đi nhá. Đấy, mình lấy khăn khô mình lau đi. Đó, đây các bác này. Đấy, các cái vết bẩn nó sẽ ra hết khăn luôn. Đây, các bác xem nhá. Đấy, em lau có một tí này. Đấy, cái bên lau rồi và bên chưa lau khác nhau hoàn toàn nhá. Lau rồi nó như mới luôn con này. Đấy, lau rồi nó như mới luôn. Thì các bác đi giày, giày da, giày vải các thứ, mình chỉ cần lau đi như này cho em là xong này. Đấy, lau đi như này là sẽ sạch bóng hết luôn. Đấy, đây như cái đôi dép này em lau này các bác thấy không? Đây. Đấy, một nửa chưa lau nó đen xì xì này. Đấy, mốc trắng nhá. Nửa này lau rồi lại hồng lên các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đấy thì lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đó, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái này thì nó rất là tiện ích các bác, ví dụ đi làm về hoặc là các bác đi công tác đi đâu cũng được, mình có thể mang đi mình sử dụng hoặc là để sử dụng ở nhà. Đấy, bẩn là mình lau trực tiếp luôn, các bác không cần phải giặt, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày các bác nhá. Giặt thì nó nhanh bị hỏng giày. Đó, con này. Siêu bẩn nha con này. Để siêu sạch nha. Đấy, nếu các bạn có những đôi giày trắng nhưng mà nó chỉ có bẩn một tí thôi, mình rất là sạch luôn các bác nhá. Đó. Giày không ăn thua rồi. Nào, ra không tưởng tin nào thế này. Chưa được. Nhưng mà bẩn ít thì lâu, bẩn nhiều thì nhìn thôi. So sánh hai loại giày lau giày chuyên dùng hot hit có sạch nhục. Thế các bạn đừng nói. Lau thì sẽ có những cái bọt ra phía trên này. Tương đối nha. Những cái vết đế giày này khó hơn này. Cũng tương đối. Loại đen thì không ra những cái bọt xà phòng như loại vàng. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chảo ngập dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, đường kính 20cm, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, để các bác chiên ngập dầu thì mình dùng để mình chiên rán đồ ăn thức uống đều ok hết nhá. Đó đây, hàng của Nhật các bác này. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Con này thì dung tích của nó sẽ là chảo thì nó thường nó tính theo đường kính nhá. Đường kính của nó là 20cm các bác, 20cm. Và các bác sẽ có kèm thêm là một cái dàn như này để các bác, khi các bác chiên rán thì mình đặt thực phẩm lên. Đấy, nó sẽ là một cái con chảo khá là dày dẫn, nặng và chắc chắn đây con này. Đấy, rất là chắc chắn luôn nhá. Rất chắc chắn luôn. Đấy con này. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Khá là dày dẫn chắc chắn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Đấy, một cái khay đỡ như này để các bác đặt vào. Đấy, các bác có thể đặt vào để mình ví dụ như mình rán nem này hoặc là rán các cái đồ chiên nấu xào thì các cái đồ tôm tiếc thì mình đặt lên đây cho em. Đặt lên đây để mình sử dụng nhá. Đó, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đường kính của nó là 20cm nhá. Chảo ngập dầu này, lên cho em. Chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k cho một con chảo ngập dầu như này, 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một con chảo ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện con này. Đấy, các bác chỉ cần là cho dầu này rồi vào đây là mình sử dụng nhá. Ví dụ các bác có thể chiên rán nem này rồi rán phồng tôm này rồi rán tất cả các loại mình cho vào đây cho em, nó rất là tiện. Và con này thì có tráng đá nhá, tráng đá chống dính. Các bác có thể rán được, chiên rán được, ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có 100.000 cho một con chảo như này. Hàng của Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Mới tinh, mới cong luôn, chưa qua sử dụng. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về, con này là 100.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên treo là bảng tô hoặc là bảng tự xóa nhá. Đấy, bảng tô, bảng tự xóa. Lên treo là bảng tô này. Bảng tô bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trên một con bảng tô như này. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể sử dụng cho các em bé nhà mình học hành sáng tạo rồi làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con bảng kèm thêm một cái bút như này và nó sẽ tự xóa được nhá. Về nhà thì các bác mở thêm cái nút khóa đằng sau này ra này. Đấy, nút khóa đằng sau này ra cho em. Đó, mở cái nút khóa đằng sau này ra cho em xong. Đây, xóa đi này. Đấy, các bác lên, các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Đó, gõ cho em là shop Phạm Huấn là sẽ ra nhá. Đấy, gõ cho em shop Phạm Huấn này. Đó, các bác không thích nữa thì lại xóa đi nhá. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo này.
con này màn hình LED LCD luôn, các bác dùng cực kỳ là thích luôn đấy. Đây rất là đẹp con này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k. 50k trong con bảng tô như này, rất tuyệt vời luôn. Các bác có thể mua về để làm quà cho trẻ em nhà mình. Đây nó có cái nút khóa đằng sau này, các bác đẩy cái nút khóa này cho em này. Đấy, có bút nhá, có bút như này, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nói chung là giá rất là hợp lý rồi, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, mua về để làm quà cho em bé nhà mình, để cho các em nó làm, các em học để thỏa sức sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính nhá. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính. Lên trên là bảng tô giá sẽ là 50k nhá. Đó. Tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm để cho các em chuyên tâm học hành, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà vẫn thu hút được các em nhá. Đó là cái máy đọc chữ à? Máy đọc thẻ nhá, các bác lên cho là máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ giá thì sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000. Đấy, con này thì thẻ giáo dục trẻ em này. Đấy, ở đây nó sẽ là một con máy như này, kèm thêm cho bác là một cáp sạc và một cái hộp thẻ đây. Cái hộp thẻ này thì nó rất là nhiều thẻ luôn, ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với 224 nội dung khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Về nhà thì các bác giữ cái phím nguồn này, phím này này, giữ này cho em. Đó, sau đó bật lên này. Xin chào các bạn, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, ở đây thì nó sẽ rất nhiều nội dung nhá. Trái cây này, đồ dùng này, đấy, rồi xe cộ này, đây. Đấy, xe buýt 2 tầng các bác này, đây. Em lắp vào cho các bác xem này. Đó. Xe buýt 2 tầng. Double decker bus. Đấy, cái này thì nó sẽ có cả tiếng cả hình luôn. Xe taxi. Taxi. Đấy, nó sẽ rất là nhiều, có những cái thì nó sẽ có cả hình, cả tiếng nhá. Đó, có theo không? Đây. Xe trộn bê tông. Agitator truck. Đấy, có theo. Đó, đầy đủ các bác luôn. Xe thể thao. Sports car. Đấy, rất là tiện nhá. Đó, kể cả các cái chủ đề về con vật nó cũng đều có âm thanh hết nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ là 112 cái thẻ với tổng của nó sẽ là 220 nội dung, 224 nội dung cho các bác luôn. Đó. Một thẻ này là hai mặt. Con cú. Ao. Đấy, có cả tiếng kêu luôn nhá, con thỏ này. Con thỏ. Rabbit. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay luôn. Có mô phỏng hết nhá. Con ngựa. Horse. Đấy. Thì các bác có thể mua về để mình... Con chuột. Mouse. Con này thì ưu điểm của nó là nó có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nhá. Thì các bác mua về cho trẻ em nó học. Đấy, rất là nhiều như này luôn. Các nội dung như này thì mua về cho các em học để tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Mà vẫn là hàng công nghệ nhá, đồ công nghệ. Để các em có thể giải trí và biết được là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn. Đó, thì nó sẽ là một cái hộp thẻ như này, bao gồm cho các bác là hơn 100 cái thẻ đây. 112 cái thẻ này, 224 từ vựng nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, để các bác có thể mua để làm quà cho các em nhà mình. Đây, các bác tắt nguồn thì tắt ở đây cho em này. Đó, tắt nguồn ở đây. Đó. Đấy, giữ lì ở đây nó sẽ chúng tắt nhá. Đấy, các bác rất tiện dụng luôn. Thì một cái hộp thẻ như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá, giá của nó sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì dòng này thì cái giá của nó rất là bình dân các bác. Đấy, giá vẫn rất bình dân. Một con giá đỡ điện thoại như này, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000. Sản phẩm sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chân như này, một cái đế này các bác. Xoáy cái này vào cho em này, một đế này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái này vào đây này, lắp cái này vào đây. Đó. Và cái này thì nó sẽ là ở đây này. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó thì cho cái này xuống này. Đấy, đây. Xoáy cái này vào. Cái này thì các bác có thể cho lên, tụt xuống tùy theo nhá. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây. Đó. Lắp cái này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, đảo chiều các kiểu được luôn. Đây, xoáy cái này vào đây cho em. Đó. Con này thì về nhà lắp ráp thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi các bác này. Đấy, chỉ có mấy chi tiết như này thôi. Đấy, trẻ con cũng làm được các bác nhá. Đây, thì đây là cái điện thoại của em này.
em sẽ cho vào cho các bác xem này. Con điện thoại này của em là hàng rất là to luôn đấy nhá, hàng khủng luôn đấy, màn hình to quá nhá. Đây đấy, dùng rất là ngon các bác này. Thì các bác có thể là cho dọc, cho ngang này đấy, cho quay lên quay xuống này, để các bác có thể lướt TikTok này, rồi xem YouTube này đấy, và các bác có thể là để trực tiếp ở trên giường này, mình không cần phải cầm tay mỏi tay nhá. Đó, rất là tiện luôn, quay lên quay xuống đảo chiều được hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn, mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn, giá rất hợp lý luôn. Lên xem là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại, cái này có thể tụt lên tụt xuống được nhá. Đấy, tụt lên tụt xuống, ngoắt ngéo xoay đảo chiều được hết luôn. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k đó. Các bác lên xem là giá đỡ điện thoại nhá. Đó, giá đỡ điện thoại này, giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá, 30k trên một chiếc rồi. Ok, lên cho các bác cái siêu phẩm đèn kim nhá. Con này thì đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em các bác này. Đó, thì con này nó sẽ đổi màu liên tục, màu của nó là 16 triệu màu luôn anh em các bác nhá, 16 triệu màu luôn, đảo màu liên tục, hàng cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây đấy, nó sẽ xoay tròn như này các bác này, khi mà có gió tác động là nó sẽ lắc này, rất là đẹp luôn. Và của nó sẽ là một cái giải màu mà 16 triệu màu, rất là đẹp luôn. Và nó sử dụng 3 quả pin con thỏ loại nhỏ nhá, 3 pin con thỏ loại nhỏ, pin 3 quả pin đồng hồ loại to nhá, pin đồng hồ bình thường. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k, giá không kèm pin các bác nhá, không kèm pin. Đó, rất là đẹp các bác này. Đây đấy, về nhà thì các bác cứ để là nó sẽ tỏa ra như này, rất là đẹp luôn, tỏa ra thành một cái quả cầu tròn như này, rất là đẹp, màu sắc rất là sặc sỡ nhá, 16 triệu màu, rất đẹp luôn, và giá cực kỳ hợp lý cho các bác. Đấy, giá sẽ là 65k. Ok, số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá, lên mã giúp cho em là đèn kim nhá, giá của nó sẽ là hai một con như này, giá sẽ là 65k. Đó, lên cho em là đèn kim này, giá của nó sẽ là 65k nhá. Đấy, 65k và không có pin nhá. Đấy, không có pin đó. Đấy, không có pin nhá, lên cho em đèn kim, giá của nó sẽ là 65k nhá, 65k cho con đèn kim như này và không có pin nhá. Đấy, thì về nhà các bác tự mua pin. Đó, đèn kim. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mũ lưới này. Đấy, mũ lưới thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu xanh như này các bác, màu sen như này. Đấy, mũ của lính Mỹ các bác nhá, mũ của lính Mỹ, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, mũ lưới lính Mỹ như này rất chất lượng các bác này. Đấy, US các bác này, US này. Đó, US, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ là một con mũ này. Đấy, American này. Đấy, American rất chất lượng cho các bác luôn. Để em test sản phẩm cho bác xem nhá. Các bác này. Đấy, thoải mái luôn các bác nhá. Đây, hàng rất chất lượng nhá. Và đập khá thoải mái các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, đập hai con mũ rồi vào nhau này các bác này. Đấy, đập mạnh tay luôn này, mạnh tay luôn. Các bác thấy không? Không có hề hấn gì nhá. Đây, không hề có một vết xước luôn các bác thấy không? Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì các bác lên xem là mũ lưới nhá, giá của nó sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đấy, lên xem là mũ lưới nhá. Đấy, lên xem là mũ lưới, nó có cái lưới đi kèm mà, lên xem là mũ lưới 150k nhá, 150k, hàng của quân đội Mỹ nhá, hàng quân đội Mỹ. Đây, đấy, nó sẽ là một cái dạng lưới như này, một cái dạng lưới như này. Đấy, rất là đẹp cho các bác này. Đây, đấy, đeo vào, đội vào rất là đẹp luôn. Và ở trong này thì nó sẽ có một cho các bác là một cái lớp lót như này nhá, một cái lớp lót như này, một cái lớp lót qua kiếc rất là ngon luôn. Và các bác có thể điều chỉnh được cái độ to nhỏ của mũ ở cái đai này nhá. Đó, rất là xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150k cho một con mũ lưới như này. Lên cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đựng gạo nhá các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thùng gạo. Con này thì nó là một cái dòng tương đối là tiện ích các bác nhá, tương đối là tiện ích luôn. Đó. Thì một con thùng gạo như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, lên mã tiếp theo là thùng gạo, giá của nó sẽ là 180k cho một con thùng gạo như này. Đấy, con này thì nó rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Đây, nó sẽ là một con thùng gạo rất là to. À, con này thì nó sẽ đựng được khoảng là 10 đến 12 cân gạo nhá, 10 đến 12 cân gạo đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ca luôn. Đấy. Có cho các bác một cái ca để các bác có thể để mình long gạo nhá, một ca để mình long gạo luôn. Đó, rất là tiện ích này các bác. Đấy, một con thùng như này con rất là ngon luôn. Có cái ca để cho các bác đong gạo như này nhá. Con này thì đựng được 10 cân gạo nhá. Đấy. Rất chất lượng này. Các bác chỉ cần nhấn này là nó sẽ ra này, nhấn này là gạo nó sẽ chảy ra này. Đấy, và ưu điểm của nó là nó sẽ lấy gạo là lấy từ dưới lên, cho nên là các bác ăn không sợ bị gọi là bị gạo cũ nhá. Đấy. Gạo cũ mình cứ để ở dưới, mình đổ gạo mới lên chốc là bao giờ nó cũng rơi gạo cũ xuống trước. Đấy. Rất là sạch sẽ.
Đấy, ruồi muỗi kiến gián không sợ, có thể nhìn được là tính được lượng gạo này. Hàng thương hiệu Hokori, hàng của Nhật nhé, hàng của Nhật. Đấy, hàng này nó gọi là hàng liên doanh Việt Nhật nhé, hàng liên doanh Việt Nhật. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã cho em là thùng gạo. Đấy, các bác lên cho em là thùng gạo, giá của nó sẽ là 180.000 đó. Lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá của nó sẽ là 180k cho một con thùng gạo như này. 180.000 cho con thùng gạo này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó, rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi rác thông minh thôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là túi rác là được rồi. Dòng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ là thông minh và rất là tiện ích các bác nhá. Đấy. Rất thông minh, rất tiện ích luôn. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 chiếc luôn. Một bịch này 100 chiếc các bác dùng. Nếu mà dùng một ngày một chiếc như vậy là các bác phải dùng 3 tháng thì mới hết một bịch này nhá. Đấy. Dùng 3 tháng mới hết một bịch này, cho nên là nó cũng rất là tiện. Nói chung là một ngày thì cũng chỉ hết là một chiếc thôi, chứ còn nếu mà các bác dùng thì cũng chả có nhà nào nhiều rác mà ngày dùng vài chiếc cả, trừ trường hợp là có đình đám công việc. Đấy. Về nhà thì các bác xé ra cho em như này. Đấy, nó sẽ có dập như này, các bác xé ra cho em này. Đấy. Xé ra. Đó. Đây. Mình sẽ xé ra như này này. Đấy, xé ra như này. Sau đó thì cái này thì thoải mái, các bác có thể chứa đựng đồ các thứ này. Đây. Đấy, xé ra sau đó thì mình sẽ mở túi ra như này cho em này. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 40, 40 nhân 45. Đây. Đấy, cân nặng thoải mái luôn các bác. Đấy, mình cho vào. Cho rác vào đi em. Đây. Đấy, nó sẽ xách như là một cái dạng túi xách này, rất là tiện các bác này. Đấy đây, có theo. Đây. Đấy, cân nặng thoải mái, cho nước nóng ok. Đấy thì các bác cứ này là các bác đi vứt rác là các bác chỉ cần kéo cái tay này, kéo cái quai này ra là xong. Đó, nó rất là tiện. Khi các bác đi vứt rác thì các bác kéo cái quai này ra nhá. Đây, cầm cái quai này kéo cho em này. Đấy. Cầm cái quai này kéo ra, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi, một con túi đựng rác này rất là sạch sẽ. Đó. Các bác lên cho em là túi rác nhá, lên cho em là túi rác. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, lên cho em là túi rác, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bịch túi rác như này, 50.000 cho một bịch. Bịch này của nó sẽ là 100 cái nhá, 100 cái tha hồ các bác sử dụng luôn. 100 cái các bác nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng tự phân hủy cho nên là nó không có ảnh hưởng đến môi trường nhá. Hàng của nó sẽ là hàng tự phân hủy cho nên các bác dùng nó cũng rất là yên tâm, không ảnh hưởng đến môi trường. Mình vừa dùng vừa tiết kiệm mà vừa gọi là không hủy hoại môi trường thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì cũng rất là hợp lý. Một con túi rác như này giá của nó chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho 100 chiếc nhá. 50.000 cho 100 cái như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là viên thuốc chuột nhá. Đấy, các bạn lên cho em là viên thuốc chuột, giá của nó sẽ là 30.000. Đó, viên thuốc chuột này, hàng của Thái Lan nhá. Viên thuốc chuột hàng của Thái Lan. Đó, giá của nó sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp như này các bác nhá. 30k cho một hộp viên thuốc chuột như này. Dòng này của nó sẽ là thuộc dạng viên màu hồng nhá, thuộc dạng viên màu hồng. Dòng này thì siêu nhạy luôn. Cái này thì nó sẽ là viên màu hồng này nó sẽ thu hút chuột rất là nhiều và chuột nó sẽ bị dẫn dụ theo cả đàn luôn. Một con ăn là nó sẽ rủ cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn nhá. Đây, một hộp như này các bạn. Đấy. Hàng thì 100% là hàng xịn của Thái Lan luôn. Rất chất lượng các bạn, rất chất lượng luôn, hàng Thái Lan nhá. Đấy. Hàng Thái Lan, mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng. Đây. Qua này. Con này bán thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Đây. Đấy. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng các bạn này. Đây. Đấy. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng nhá, hàng của Thái Lan nhá, toàn bộ chữ Thái hết nhá. Giá sẽ là 30k, còn bác nào lấy 5 hộp thì sẽ là bằng 140k nhá. 5 hộp sẽ bớt được 10.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ khẩu nhá, bộ khẩu 12 chi tiết. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Giá thì chỉ có 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 này thôi. Bộ này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là một cái phân khúc. Sao? 8 đến 24. Không, nó bị hai con 19 không có con 17 ạ. Có chứ là sao không có. Nó bị hai con 19 này. Ở đây của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá. Và một tay công, một tay nối dài. Đó. Từ 8 đến 24, một tay công, một tay nối dài các bác này. Đấy. Giá thì nó sẽ là một tay công và một tay nối dài như này. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Tay nối dài này các bác này. Và đầu khẩu của nó thì nó sẽ là từ 8 đến 24 nhá. Từ 8 đến 24. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Rất tiện luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon các bác nhá. Đấy, dùng rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, các bác thấy không? Xoáy nhanh đảo chiều này, các bác có thể lắp ngắn dùng trực tiếp này, hoặc là các bác có thể cho dài ra để mình sử dụng nhá. Nó rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, những cái đầu khẩu của nó thì rất là tuyệt vời các bác này. Nghe cái chất thép của nó các bác đã thấy là thích rồi. Đó, rất chất lượng nhá. Hàng chất lượng luôn. Đầu của nó vuông vức đẹp, chất thép mạ chrome sáng bóng, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn.
lên mã giúp cho em là bộ khẩu 12 nhá, lên cho em là khẩu 12. Đó, bao gồm cho các bác là 12 chi tiết như này. Lên cho em là khẩu 12, giá chỉ có 160.000 thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên cho em là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160k thì cái bộ khẩu 12 như này. Hàng cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con một cái loại thuốc chuyên trị kiến dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là thuốc kiến dán này. Đây. Đấy, thuốc diệt kiến dán tận gốc luôn. Con này thì chuyên diệt kiến dán tận gốc luôn nhá. Các bác chỉ cần xoáy ra nhỏ vào các cái đường đi của nó này, hoặc là các cái khu vực mà nó hay di chuyển hay làm tổ, hoặc là các khu vực mà nó hay có nhá. Đấy. Thì các bác nhỏ cho em từ 5 đến 7 giọt vào đường đi hoặc các nơi nó trú ẩn này. Sau khi chúng sẽ ăn thì thức ăn sẽ lan truyền ra và nó chết cả đàn luôn. Đó. Giá thì đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 10k trên một lọ như này nhá. Và mua 5 thì sẽ được tặng 1. Đó. Các bác lên cho em là lọ thuốc dán nhá, lọ thuốc kiến dán 10k trên một lọ, mua 5 tặng 1. Đấy. Lên mã giúp cho em là lọ thuốc kiến dán nhá, lọ thuốc này. Đó, lọ thuốc kiến dán. Lọ thuốc kiến dán nhá. Giá của nó sẽ là 10k trên một lọ nhá. Vậy và các bác sẽ là mua 5 thì được tặng 1 nhá. Mua 5 thì được tặng 1. Đó. 10k trên một lọ và mua 5 thì tặng 1 nhá. 10k trên một lọ. Đây. Đấy, nó sẽ là lọ thuốc kiến dán như này. 10k trên một lọ thôi. Đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn, 10.000 trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ được tặng 1 nhá. Mua 5 sẽ được tặng 1. Con này thì siêu nhạy luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi, rất nhạy luôn các nhá. Đấy. Hàng này phải nói là siêu nhạy luôn các nhá. Siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 10k thôi. 10k nhá, và mua 5 tặng 1 cho các bác luôn, giá cực kỳ ưu đãi nhá. Giá rất tốt, rất ưu đãi cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cách trên nhà đấy. Cái gì đấy? Các bác lên cho em là xiên hoa quả nhá. Một hộp như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc các nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc các này. Đấy, 2 này, 4 này, 6 8 10. 10 chiếc xiên hoa quả như này. Con này thì rất là tiện để các bác dùng để mình xiên hoa quả, sử dụng ăn hoa quả, thức ăn, đồ ăn, thức uống rất là ok. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức. Đấy, và các bác dùng để khi mình ăn hoa quả thì mình xiên, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ xiên hoa quả như này. Đấy, một cái bộ xiên hoa quả như này bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là xiên hoa quả nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là xiên hoa quả nhá. Đấy, xiên hoa quả này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ xiên hoa quả như này. Đấy, giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên cho em là xiên hoa quả, giá sẽ là 50k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái pin 18650 nhá. Đấy, các bác lên cho em là pin 18650 này. Đấy. Pin của hãng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop vẫn đang gửi tới bác cái giá đó là 30k trên một viên như này nhá. 30k trên một viên như này. Đấy, lên cho em là pin 18650. Đấy, pin của hãng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, pin đóng pin của hãng giá sẽ là 30k cho một viên như này nhá. 30k cho một viên như này. Lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 cho một viên. Đó, rồi ok. Tiếp theo lên cho bác con máy cạo râu 9D nhá. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k cho một con như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một thân máy như này nhá. Một thân máy này máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Bộ của nó sẽ bao gồm là 3 lưỡi kép như này nhá. 3 lưỡi kép như này, chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, các bác cứ như này mình đưa vào này. Đấy, đưa vào như này. Đó, cạo sạch hết râu luôn các nhá. Đó, cạo sạch hết râu luôn, rất là sạch các bạn. Đó. Rất là sạch luôn. Đó. Đây. Đấy, đây em cạo ra có một tí mà râu nó ra đầy các bạn này. Đấy, râu nó ra đầy đây các bạn này. Các bác thấy trông cái mẩn râu chưa? Đó, cái mẩn râu này. Đấy, ra đầy luôn. Con này thì chạy cực kỳ khỏe và êm nhá. Và ưu điểm của con này thì các bác có thể thay lưỡi này, các bác chỉ cần tháo vào như này thôi. Sau đó thì mình thay cái mũi này vào cho em này. Cái mũi này thì để các bác dùng để mát xa mặt này. Đấy, mũi này để mát xa mặt qua này. Đấy, đây. Mát xa mặt thì các bác dùng cái này cho em. Đấy. Mát xa mặt rồi các bác tẩy da, tẩy riết các bác lắp cái này vào. Đấy, lắp cái này vào. Đây. Đấy, qua theo. Đây. Đấy, dùng để mình rửa mặt mình mát xa rồi nói chung là làm các cái chức năng này. Đấy, công tắc tắt đi ở đây. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là thêm là một cái đầu để cắt tỉa lông mũi này. Đấy, một đầu cắt tỉa lông mũi đây. Đấy. Đầu này thì các bác để cắt tỉa lông mũi này, lắp cái đầu này vào cho em. Đấy, lắp cái đầu thay ra, lắp cái đầu này vào. Lắp cái đầu này vào để mình tỉa lông mũi nhá. Này, tỉa lông mũi các bác này. Đấy. Lông mũi thì nó chạy bên trong hết nhá, cho nên các bác cứ thêm mình sử dụng thôi, không sợ bị đứt mũi đâu. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu tăng đơ này để các bác dùng để cắt tóc, chấn viềm hay là cạo râu này.
Đấy, cắt tóc, chấn viêm, cạo râu cũng ok hết nhé. Các bác không lắp vào đây chị em. Đó, lắp vào đây. Đấy, đầu tăng đơ này. Đấy, cắt tóc này, chấn viêm này. Các bác có thể cắt tóc, chấn viêm này, cạo râu nhé. Đây. Đấy, cắt tóc, chấn viêm này, cạo râu này. Đấy, rất sạch luôn các bác nhé. Đây. Đấy, cắt tóc, chấn viêm, cạo râu rất sạch luôn. Các bác thấy không? Đó. Thì cái giá nó rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 95k thôi. 95k cho một cái bộ combo như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là 95k, rất là tiện dụng luôn. Chỉ cần lắp vào này là sử dụng thôi. Lắp vào này là sử dụng rất tiện dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Có kèm cho các bác là các cái đầu như này, các cái đầu đi kèm như này, các cái bộ dụng cụ đi kèm như này nhá. Và có kèm cho các bác là cả một cái cáp sạc luôn. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy. Một cái bộ 4 trong 1 như này nhá. Đấy, bộ 4 trong 1 như này. Bao gồm là tăng đơ này, rồi máy cạo râu này, rồi các cái chi tiết đi kèm như này. Mà giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 nhá. 95.000, giá không thể tưởng nổi luôn. Đấy. Giá này là giá không tưởng luôn các nhá. Giá này giá không tưởng luôn. Đấy. 95k cho một cái bộ cạo râu 9D như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con máy cạo râu 9D như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop cũng về cho bác một cái dòng máy cạo râu khác nữa. Đấy. Đó thì các bác lên cho em là máy cạo râu cái này thì các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 189. Đây, mã của nó sẽ là 189 này. Đấy, thì lên cho em là máy cạo râu 189. Thì con này nó sẽ là một con máy cạo râu lưỡi kép các bạn. Đấy, máy cạo râu lưỡi kép như này. Đấy. Và con này thì nó cũng có cái đế sạc ở đây này. Đấy, về nhà các bác ấn xuống đẩy cái này ra này. Đẩy cái này ra cho em để mình sạc nhá. Đó, vào đây. Nó sẽ là hai lưỡi kép nhá, hai lưỡi kép cực kỳ là mạnh luôn. Thì các bác dùng để mình cạo râu này. Đấy. Cạo râu rất là khỏe luôn nhá. Và rất là êm, dùng cạo rất là ngon luôn. Con này thì nó gọi là con này thì nó được mệnh danh là máy cạo râu quốc dân nhá. Đấy, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, em chỉ có nhấp có một tí thôi mà râu nó đã ra đầy rồi con này. Đây, râu ra đầy rồi các nhá, rất là tiện luôn. Máy cạo râu quốc dân ấy. Con này thì lên cho em là các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy. Lên cho em là máy cạo râu 189. Con này thì có sạc trực tiếp này luôn và giá thì rất là hạt rẻ nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, máy cạo râu 189 này. Các bác lên cho em là máy cạo râu quốc dân đi. Đó, máy cạo râu quốc dân. Máy cạo râu này. Đó, máy cạo râu này. Máy cạo râu quốc dân nhá. Đó, máy cạo râu quốc dân. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy. À không, con này nhầm mã. Giá thì của nó chỉ có cho các bác là 75k thôi. 75k cho một con máy cạo râu quốc dân như này nhá. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đó. Máy cạo râu quốc dân, giá của nó sẽ là 75.000 thôi. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Con này thì tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Cực kỳ là tiện luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái mẫu củ sạc 3 cổng như này các bác nhá. Đấy, 1 2 3 nó sẽ có 3 cổng như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là củ sạc 3A nhé. Củ sạc 3A. Đó. Củ sạc này lên cho em là củ sạc 3A nhé. 3A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhé. 30k. Đấy. Các bác lên cho em là củ sạc 3A. Giá của nó sẽ là 35k. Xin lỗi các bác. 35k nhé. 35k cho một con củ sạc 3A như này. Đấy. Giá sẽ là 35.000. Về nhà các bác có thể cắm vào là các cái dây USB các bác có thể cắm vào đây. Đấy, lên cho em là củ sạc 3A. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái củ sạc như này. Rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có hẳn cho các bác là 3 cổng USB luôn. 3 cổng USB như này. Về nhà các bác cắm kết nối cực kỳ là ngon luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Giá chỉ có cho các bác là 35k thôi. Lên mã cho em là củ sạc 3A. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. 35k nhá. 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm các bác nhé. Các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy, con này thì nó sẽ là vòng trầm gỗ. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật và được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhé. Đấy, thì bên công ty nhập được những cái mã hàng nó khá là tốt các bác nhé. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này, đựng trong một cái hộp giấy cực kỳ, hộp vải này. Đấy, cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Giá bán ở bên Nhật của nó sẽ là 1.800.000 nhá. 1.800.000. Đây, 1.800.000 cho cái vòng trầm gỗ như này. Và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá.
giá thì chỉ có 50 cành thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con vòng mà bằng hạt trầm gỗ như này, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, huyết áp ổn định các bác nhá. Đấy, hạt của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên cực kỳ là thơm luôn. Đấy, cực kỳ là thơm, vân gỗ rất đẹp nhá. Đấy, có 108 hạt và một cái đài sen như này. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá, 50k cho con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là chổi cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi cọ toilet. Đấy, chổi cọ toilet, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một cái chổi cọ toilet như này. Con này thì nó sẽ là hàng đúc liền, các bác có thể dùng ngoắt nghéo thoải mái luôn. Đấy, cái độ cong như này để các bác đánh nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là cọ toilet nhá. Đấy, lên cho em là có cọ toilet chưa nhỉ? Lên cho em là chổi toilet nhá, chổi toilet. Lên cho em là chổi toilet này. Đó, chổi toilet. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k cho một cái chổi toilet như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng thì kỳ cọ nó sẽ có cả cái đầu bên này để các bác cọ ngược nữa nhá. Đấy, hai đầu đảo chiều như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k. Lên cho em là chổi cọ toilet nhá. Giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo. Chổi toilet. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bấm cúc nhá. Các bác lên cho em là kìm bấm cúc này. Đây, nó sẽ là chọn bộ cho bác như này. Cả các cái loại cúc và kìm bấm như này nhá, kìm bấm như này. Thì các bác về các bác có thể bấm đính các cái cúc quần, cúc áo, rồi các cái vị trí mà mình muốn ghim bấm vào đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Lên mã giúp cho em đó là kìm bấm cúc nhá, kìm bấm cúc. Giá của nó sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, bao gồm cả kìm và các cái cúc sẵn có như này, về nhà các bác chỉ bấm cho em xong. Kìm bấm cúc giá sẽ là 40k. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Về nhà các bác chỉ cần bấm ghim vào như này, sau đó thì mình đính vào cho em này. Nó rất là tiện luôn. Đấy, dép guốc rồi quần áo này, rất là tiện nhá. Đó. Mình chỉ cần bấm vào như này là xong. Đó, quần bò còn biết bấm được hết nhá. Các loại cúc này rồi dép guốc các thứ này. Đấy. Thì nó rất là tiện, các bác dùng nó rất là đa năng luôn. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc này thôi, lắp vào là mình bấm vào là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là kìm bấm cúc, giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello các bác nhá, mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái lô mũ các bác này. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác thấy không? Đây, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng mũ da bò, hàng của thương hiệu Gucci các bác nhá. Hàng thương hiệu Gucci cực kỳ chất lượng luôn. Form thiết dáng cực kỳ đẹp luôn, tem mác các thứ đàng hoàng, hàng thương hiệu Gucci này. Đó, rất là đẹp. Đây, đội vào này. Đấy. Rất chất luôn các bác nhá. Đấy, một con mũ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Một con mũ da bò cực kỳ chất lượng, hàng của thương hiệu Gucci các bác nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây em sẽ review thực tế. Nó sẽ là một con siêu phẩm mũ như này các bác này. Đấy. Ở đây thì bên shop về nó sẽ có màu đen, màu nâu và một cái màu xanh nhá. Đấy, logo của Gucci này. Logo Gucci như này. Hàng dập theo vân như này các bác này. Đấy. Rất đẹp luôn. Hàng thương hiệu Gucci đây các bác này. Đây, Gucci. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Gucci nhá, đến từ Italia nhá, đi Italia. Rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó 100% là da bò nhá, 100% là da bò. Đây. Có dập logo của hãng này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000. 350.000 cho một con mũ như này nhá, và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mũ Gucci nhá, mũ Gucci. Đó thì nó sẽ có cho các bác là màu xám, màu đen và màu đen và màu nâu này. Đấy. Màu này thì nó sẽ là màu đen này. Đó, màu này màu đen này. Màu này màu nâu này. Và có một con màu xanh này, một con màu xanh. Đấy, một con màu xanh. Đây. Một con màu xanh đây. Đấy, một con màu xanh như này các bác này. Đấy. Một con màu xanh. Con này thì nó sẽ là màu xanh như này. Đấy thì có màu đen, màu xanh và màu nâu. Thì tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác cái giá đó là 350.000. 350.000 cho một con mũ như này.
hàng của hãng nhé, cực kỳ chất lượng, rất là đẹp. Đấy, từ những cái đường kim mũi chỉ, những cái nét may của nó rất chất lượng luôn nhé, rất chất lượng luôn. Đó, rất là đẹp. Còn mũ như này thì mình bỏ cái biển. Còn mũ này thì khá là đẹp và chất lượng, các bác có thể mua để sử dụng trực tiếp này, hoặc là cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là mũ Gucci nhá. Có màu nâu này, màu nâu, màu xanh thì chỉ có một chiếc thôi. Màu xanh có một chiếc thôi các bác nhá. Màu xanh này có một chiếc thôi. Đấy, có màu nâu, màu nâu và màu đen. Đấy, có hai màu. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu, màu đen như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Chất lượng luôn, rất là đẹp các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái lô, đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Đấy, lên trên là đồng hồ Rolex. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ mặt vàng cực kỳ đẹp luôn, có lịch nhá. Lịch của nó thì nó sẽ có cho các bác là cái một cái gương cầu lồi như này. Đấy, để cái lịch của nó rất là rõ luôn nhá. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường các bác này. Đó, đang chạy bình thường. Đây. Đó. Con này thì nó sẽ là đồng hồ chạy pin thôi nhá. Về nhà các bác thay pin vào cho em để mình sử dụng nhá. Đấy. Về nhà nếu mà hết pin thì các bác lắp pin vào cho em. Hàng của thương hiệu Rolex con này. Đấy, Rolex này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Rolex như này. Giá của nó sẽ là 300k nhá, 300k. Các bác lên cho em là đồng hồ Rolex này. Đấy. Đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá của nó sẽ là 300k nhá. 300.000 và bao ship đến tận nhà cho bác cho một con đồng hồ Rolex chất lượng như này. Đó, rất chất lượng, rất đẹp này. Đấy. Số to rõ ràng, mặt rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin nhá, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đó, giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. 300k nhá, 300.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác là sản phẩm đó là cái bình 15 nhá. Các bác lên cho em là bình 15. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một con bình như này. Nắp niếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Giòn riếc, giữ nhiệt cực kỳ là tốt. Bên trong của nó sẽ là Su 304 nhá. Inox 304 có lưới lọc như này để các bác sử dụng để uống nước này, pha cà phê, pha trà cũng rất là ok luôn. Đó, nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đen như này. Đấy, màu xanh, màu đen như này. Dòng này thì nó giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây. Chiều cao, chiều rộng của nó sẽ là đây. Nó sẽ có kích thước các bác này. Đấy, kích thước của nó đây. Và dung tích của nó sẽ là 1500ml nhá, 1500ml. Đó. Đây, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đó, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Các bác lên cho em là bình 15 nhá, bình 15. Đó. Bình 15 giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là bình 15 nhá. Đợt này hàng về cho bác giá chỉ còn cho các bác là 140k thôi. 140k cho một con bình 15 như này, 140.000. Dung tích của nó là 1,5 lít và giá của nó sẽ là 140.000. 140.000 cho một con bình 1,5 lít như này. Con này ưu điểm của nó là dung tích lớn này, 1,5 lít này. Quai sách này, đấy, có quai đeo như này. Quai đeo này rất là tiện với cái quai của nó bằng cao su nhá. Đấy, co giãn tốt và chống đứt rất là tốt luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn rất là đẹp. Đây. Có hai màu, màu đen và màu xanh. Đấy, bên trong thì bằng inox 304, bên ngoài thì nó sẽ là bằng sơn tĩnh điện nhá, cực kỳ là đẹp luôn, trông rất là to, đẹp chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140k, 140.000 nhá. Lên mã cho em là bình 15, bình 15 giá của nó sẽ là 140k cho một con bình 15 như này, 140.000. Đó, lên mã cho em là bình 15, giá sẽ là 140k. Đó. Tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm mới, đó là cái ô các bác nhá. Các bác lên cho em là ô mini. Đấy, ô mini. Con này thì các bác dùng để bỏ vào túi quần được, nó rất là gọn. Chiều dài của nó thì chưa đến 12cm nhá. Đây, để em sẽ đo thử cho bác xem. Một con ô cũng rất là chất lượng và giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đấy, để em đo cho bác xem nào. Con này thì khi mà thu vào thì chiều dài của nó vào khoảng 18cm. Chiều ngang của nó thì vào khoảng 6cm. Đấy. Nó nhỏ đúng như cái điện thoại luôn. Nhỏ đúng như cái điện thoại này. Đấy, đúng như cái điện thoại iPhone các bác có thể bỏ túi được luôn. Đấy. Đấy, nó sẽ là một con ô gấp gọn như này. Và các bác mở ra cho em. Đấy. Đấy, các bác ấn nút này, này mở ra nó sẽ ra này. Đấy. Đây. Đấy, nó sẽ là một con ô gấp gọn như này. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bác theo. Đấy. Và khi mở ra thì nó cũng khá là to luôn. Mở ra thì cái đường kính của nó sẽ là 80 nhá. Đấy. Cái chiều mà to nhất của nó thì nếu mà tính hết khung của nó sẽ là hơn 90 đấy các bạn. Đấy. Mở ra thì cái đường kính của nó sẽ là 90 nhá, 90. Đó, 90. Và cũng nó cũng khá là cao luôn. Đấy.
khá là cao luôn coi này. Đấy, chiều cao của nó sẽ là, chiều dài của nó sẽ là 55 nhá, 55. Đó. Chiều dài của nó sẽ là 55. Đó, 55 coi này. Đây. Đấy. Mở ra thì nó sẽ khá là rộng như này các bạn này. Bạn cái vòi nước vào. Mở ra thì nó sẽ khá là rộng như này các bạn này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Nó sẽ có 5 nan, 1 2 3. Có 6 nan coi nhá, có 6 nan như này. Con này thì ưu điểm của nó rất là gọn. Các bác có thể dùng để mang đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều được hết nhá. Đó. Và các bác chỉ cần bấm này thôi, bấm này là sẽ thụt vào này. Đấy. Và các bác đẩy vào kia. Đó, rất là gọn luôn. Một con ô rất tuyệt vời. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình mang đi phượt, đi chơi, đi du lịch rất là ok. Đấy, nó nhỏ gọn, nó tiện dụng thì mình mang đi đâu cũng được. Nó rất là tiện các bạn, nó rất là tiện đây. Các bác chỉ cần gấp vào nhà trang là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Các bác lên cho em là ô mini nhá, ô mini. Giá của nó sẽ là 90.000. Con này các bác mà dùng để mang đi du lịch với thì nói chung là chấm hết rồi. Con này rất là đẹp, nhỏ gọn, tiện dụng. Đấy. Lên cho em là ô mini nhá, ô mini. Giá của nó sẽ là 90k các bác nhá, 90k cho một con ô mini như này, rất tiện dụng luôn. Đấy. Các bác lên mã cho em là ô mini. Đó. Lên mã cho em là ô mini nhá. Ô mini này, giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một con ô mini như này nhá. Đấy, cầm xem cái ô mấy cái mấy màu ở đây. Lên cho là ô mini, giá của nó sẽ là 90k nhá. Ngoài ra thì gọi được rồi, thế thôi. Bên shop có về cho bác cái loại ô Nhật, hàng loại to. Đây, nó sẽ là loại to như này. Thì chiều dài của nó khi mà gấp gọn thì nó vào khoảng là 35 cm, 32-34 cm đây. Đấy, nó vào khoảng là 32 cm nhá. Đó. Thì con này nó sẽ là một cái dòng ô để các bác dùng để đi du lịch cũng được. Đấy, nó to hơn một chút, con kia nó nhỏ hơn. Con kia có 18 cm thôi. Con này 32 nó gần gấp đôi. Đây. Thì các bác bật ra. Đấy. Sẽ là một con ô rất là to như này. Đây. Đấy, một con ô rất là to nhá. Tất cả hệ thống vải của nó đều là vải nước đổ đầu vịt nhá, vải nước đổ đầu vịt. Và con này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng tự động các bác này, hàng tự động như này. Các bác thả này nó sẽ vào này. Đấy, hàng tự động rất là tiện luôn. Khi mở ra thì mình chỉ cần đẩy này nó ra này. Đẩy này nó ra con nhá. Hàng rất chắc chắn luôn. Nan kép nhá, nan kép cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Đó. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi nhá, 80.000. Lên mã giúp cho em là ô Nhật nhá. Con này thì các bác lên cho em là ô Nhật, giá sẽ là 80k. Còn con kia nó sẽ là một cái dòng ô nhỏ. Ô nhỏ. Thì các bác lên cho em là ô mini, còn con này thì các bác lên cho em là ô Nhật. Ô Nhật tự động, giá sẽ là 80.000 cho một con ô Nhật tự động như này. Giá sẽ là 80k. Con này thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ tự động gập vào, bật ra. Bật ra và gập vào thì nó sẽ tự động, các bác chỉ cần đẩy sau đó thì mình dồn vào là xong. Đó. Lên mã giúp cho em là, các bác lên cho em là ô, lên cho em là ô 80 nhá. Ô 80 giá của nó sẽ là 80k cho một con ô như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái lấy dây tai bằng đèn nhá. Lấy dây tai bằng đèn, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, giá sẽ là 60k. Lên cho em là lấy dây tai đèn này. Đó. Dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ lấy dây tai đèn như này nhá. Dây tai đèn giá sẽ là 60.000. Ở đây nó sẽ kèm sẵn cho các bác pin luôn, rồi các cái đầu lấy đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nó rất là tiện dụng và giá thì khá hợp lý nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là cái này là cái đầu gắp này, cái này đầu gắp này, đầu gắp này có, cũng có sẵn pin luôn nhá. Đấy. Đây, đầu gắp có sẵn pin luôn, về nhà các bác chỉ cần nhấn cái pin này ra xong này. Đó, nhấn cái công tăng này. Đây, rất sáng luôn nhá, các bác dùng để mình lấy dây tai thì tuyệt vời luôn. Đấy, nó sáng như này, rất là hay luôn. Đó, nó sáng này các bác gắp trực tiếp trong tai luôn nhá. Đây là cái đầu gắp này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu, một cái đầu lấy dây tai thì nó sẽ có cho các bác là hai viên pin. Các bác có sẵn pin cho các bác rồi. Đấy, có sẵn pin, về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em xong. Đó. Combo cho các bác có cả pin cho các bác luôn. Nói chung là con này rất là tiện này các bác. Đấy, rất là tiện. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi. Bây giờ các bác đi mua một đôi pin này đã mất mấy nghìn rồi. Thế mà đây combo cả bộ cũng chỉ có 60.000 thôi. Các bác lắp pin vào cho em. Còn tặng kèm cho các bác thêm cả 3 viên pin nữa để các bác sử dụng khi mà mình đấy, đây ngoài. Các bác lắp pin thì lưu ý là lắp đúng chiều cho em nhé. Lắp đúng chiều cho em để tránh cái việc là nó không lên. Đấy, nó không lên thì các bác đảo chiều lại cho em, lắp pin vào, xoáy vào cho em này. Xoáy vào. Đấy, xoáy vào cho em như này. Đấy, bật lên này. Đấy, nó có đèn sáng luôn nhá. Có đèn sáng luôn. Sau đó thì về nhà các bác lắp thêm cho em cái đầu lấy dây tai này vào. Đây nó sẽ là cái bộ này của nó sẽ là hai đầu nhá.
bộ này của nó sẽ là hai đầu như này. Đây, hai đầu này các bác xoáy và phát là nó sáng trưng luôn. Đấy, nó dẫn vào trong tai nhá. Đây, ví dụ đây là trong tai các bác này. Đấy nhá. Đây em mô phỏng cho bác xem, đây là trong tai này. Đấy, các bác thấy chưa? Nó rất là sáng nhá. Đây nhá, bình thường không có gì thì tối om các bác không nhìn thấy gì nhá. Đây là cái lỗ tai nhá. Các bác cho vào các bác lấy này. Lấy đâu sáng đấy luôn nhá, lấy đâu sáng đấy luôn. Đó, xoáy ra này. Rất là tiện. Đấy, và tắt đi. Xoáy ra tắt đi, lắp vào trong tắt đi, lắp vào trong ấy. Nó sẽ có hai chế độ. Đấy. Cái này thì có công tắc này các bác này. Đấy, công tắc này các bác tắt cái công tắc ở đuôi này. Đây. Đấy. Công tắc ở đuôi này, bật lên này, tắt đi này, đó. Và nó sẽ có hai đầu lấy nhá, hai đầu lấy để các bác thay thế này. Đây nó sẽ là một cái đầu lấy như này, đây. Em cũng mô phỏng cho bác xem luôn đây nhá. Đấy, tối om nhá. Cho vào này. Đấy, sáng chưa? Vào đây không? Đấy, cho vào là sáng trưng luôn. Sáng trưng trong tai này luôn, là nó có đèn dọi này rồi. Là cứ thế các bác lấy thôi nhá. Cứ thế các bác gấp ra. Đó. Rất là ok. Thì lên cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đấy. Lấy dây tai đèn, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một con lấy dây tai đèn như này. Đó, 60.000 cho một con lấy dây tai đèn như này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi. Giá thì chỉ có 50.000 cho một con tỉa lông mũi như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, con này rất đơn giản, cơ chế của nó sẽ là cơ chế lưỡi bên trong nhá. Các bác cứ bấm như này thôi. Cứ bấm này là ok này. Bấm này là nó sẽ tỉa thôi. Đấy, bấm này nó sẽ tỉa này con này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có 50k thôi. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi giá sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Nó tỉa lông mũi. Tỉa lông mũi giá thì sẽ là 50k. 50k cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, rất là tiện dụng này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọc rác nhá, lọc rác như này. Cái này thì nó vừa phù hợp với hết các loại chậu cho nên các bác về các bác cứ thế là sử dụng thôi. Các bác bỏ vào trong cái chậu rửa bát cho em, chậu rửa bát hoặc là các cái chậu thoát sàn đều ok hết nhá. Thì khi mà rác giữa các thứ là nó sẽ chảy xuống đây, nó rất là tiện, thì các bác chỉ cần rón lên như này là mình đổ đi thôi. Nó rất là tiện và sạch sẽ. Lên cho em là lọc rác, giá sẽ là 15k nhá. Đấy, 15k cho một cái lọc rác như này. Đấy, lên cho em là lọc rác, giá sẽ là 15.000 nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, những cái lọc rác truyền thống thì nó sẽ không sạch được và nó sẽ khó sử dụng. Đây con này thì nó rất là tiện. Các bác chỉ cần đặt vào này xong, rác rưởi nó trôi hết vào luôn. Sau đó thì mình chỉ cần đổ nhẹ đi là nó sẽ đi hết luôn nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, những cái lọc rác truyền thống là nó sẽ hay bị tắc. Đấy, nhưng con này lọc thì cực kỳ là ok luôn. Đấy. Có này các bác chỉ cần cho vào là xong, nó rất là tiện. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý đây. Đấy. Đặt vào như này. Con này thì nó vẫn chảy nhưng mà con kia thì ok luôn. Đó, rác rưởi cặn bã là nó chảy hết luôn. Đặt xuống phát là xong. Đấy, nó chảy vào phát là mình chỉ cần rón lên mình đổ là xong. Đó, thấy không? Lên cho em là lọc rác, giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm pin đó là cái đồng hồ điện tử nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ điện tử T8 nhá. Đấy, đồng hồ điện tử T8. Lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá của nó sẽ là 170k. 170k cho một con đồng hồ T8 như này. Đấy, đồng hồ T8 giá sẽ là 170k. Đó. Lên cho em là đồng hồ T8 giá của nó sẽ là 170k nhé. Thì đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con đồng hồ như này, kèm thêm cho các bác là hai cái dây đeo như này và một cái cáp sạc nhá, một cáp sạc hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng 100% là hết pin, về nhà trước khi dùng là các bác phải sạc pin cho em nhá. Đấy, hàng này nó vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là 100% là hết pin. Em nói thẳng luôn là hết pin nhá, về nhà các bác phải tự sạc vào nhá. Đấy. Đây là con này em cũng phải lôi ra em sạc mẫu cho các bác xem. Đó. 100% thân của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, đều bằng hợp kim hết. Về nhà các bác lắp ấy thì lắp vào đây cho em. Đấy, các bác đẩy bên này nó sẽ vào này. Đấy, đẩy này nó sẽ vào. Lắp cái phần dây nhá, phần dây của nó thì nó sẽ là bằng dây cao su mềm. Đó. Và có một cái đế sạc như này. Ở đây thì các bác sử dụng thì các bác ấy cái này cho em này, nhấn cái nút nguồn này này. Đấy. Nhấn nút nguồn này nó sẽ lên nhá. Lưu ý các bác là về nhà các bác phải tự sạc pin vào cho em nhé. Đó, tại vì là con này nó sẽ là hết pin, về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đó, rồi ok. Đấy, đã có pin này. Đấy, vào đây các bác chỉ cần là bật lên là xong. Đó, con này thì nó sẽ là một con đồng hồ điện tử như này. Đấy, các bác có thể sử dụng thoải mái luôn các chức năng này, đo nhịp tim này, nhịp chạy rồi xem giờ này,
các cái ứng dụng của nó rất là nhiều luôn các anh nhá. Đấy, rất nhiều ứng dụng rất là hay ho này. Đó, đây, rất nhiều ứng dụng luôn nhá. Thoải mái thả ga cho các bác lựa chọn luôn. SOS rồi các kiểu con là điều luôn nhá. Đo nhịp tim cho bác xem nhá. Đây. Đấy, đặt lên tay như này. Đấy là nó sẽ chạy, nó sẽ đo nhịp tim cho bác luôn này. Đó, đo nhịp tim luôn. Rất là tiện dụng các bạn. Đấy, nhịp tim của em là 81 đây các bạn này. Đấy, 81 nhá. Đấy, bác nào biết về cái cách nhịp tim như nào thì các bác giúp cho em tí để em nắm được nhá. Đấy là thông số nó nảy như vậy là như nào thì các bác biết được, các bác chỉ cho em. Đó. Rồi đo bước đi, bước chạy, rồi đo nhịp tim, rồi đo huyết áp các kiểu con đà điểu luôn. Ngoài ra các bác có thể lắp sim để mình nghe gọi được. À không, con này thì không lắp sim nghe gọi được các bác nhá. Đấy. Con này thì chỉ là đồng hồ đo huyết áp thôi, con này thì không lắp sim nghe gọi được. Đấy. Con này nó chỉ là một dạng đồng hồ thông minh thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Không có lắp sim nhưng các bác có thể kết nối vào điện thoại được, thì cái tính năng kết nối điện thoại đây, cái này thì em không bảo hành đâu nhá, không có chuyên sâu về cái tính năng đấy, cho nên là các bác phải tự mày mò thôi. Đó, rất là đẹp luôn, rất nhiều nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho một con đồng hồ như này. 170.000 rất đẹp luôn. Có cái đốc sạc này về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình này, và nó sẽ có cho các bác là hai cái quai đeo nhá. Đấy, quai đeo các bác cho vào rồi ok. Đấy, về nhà các bác sạc pin cho em nhé. Hàng này bên em bán đều nó là hết pin hết nha, về nhà các bác tự sạc nhá. Lên cho em là đồng hồ T8 nhá, giá sẽ là 170.000 rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái mẫu tăng đơ rất là mới nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có kèm thêm cho các bác một cái lược như này. Đấy, và các kiểu cữ này, rồi chân sạc đầy đủ cho bác vào một con tăng đơ như này. Các bác lên cho em là tăng đơ lược nhá, tăng đơ lược vì nó có kèm cho các bác một cái lược luôn. Đấy, cho nên mình gọi luôn là tăng đơ lược cho nó dễ. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng sử dụng điện 100 đến 240V, cho nên là các bác dùng thoải mái, công suất của nó là 3W nhá. Đây. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Đấy, đây. Con này thì dùng rất là ngon rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là sẵn pin ở bên trong rồi. Có kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này. Về nhà các bác cứ thế là mình cắm sạc con này là cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, điện của nó thì đây các bác cắm đúng cái lẫy rãnh này cho em nhá. Đây nó có cái rãnh như này. Đấy, cắm đúng cái chiều rãnh này cho em. Đó. Sau đó thì mình sạc thôi. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái cữ như này nhá. Đấy, có cữ như này, các bác cứ đẩy cữ này vào là xong này. Đấy, đẩy cữ vào cho em là xong. Đó, các bác đẩy cho đúng chiều cho em là xong. Đây. Cứ đẩy vào như này cho em là xong này. Đó. Thì nó có rất nhiều các cái mẫu cữ khác nhau nhá. Có 4 cái luôn. 9mm, 6mm, 9mm, 12mm nhá. Đấy. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 để cho các bác cắt tóc này. Đấy, đẩy lên như này. Tăng đơ chạy rất là ngon luôn. Đó, chạy rất là ngon và khỏe nhá. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và có chế độ điều chỉnh các cái nấc của nó này. Đây. Đấy, điều chỉnh các cái nấc cắt cho nhá. Đây. Đấy, điều chỉnh các cái nấc này. Các bác có thể điều chỉnh 2mm này. Đấy, 1.7, 1.4 này. Thì các cái lưỡi này nó sẽ đẩy lên nhá. 0.8 này các bác này. Đấy. Dòng này của nó cũng là một cái dòng không ăn da luôn. Không ăn da. Nên là các bác cắt rất là an toàn cho người già trẻ con. Rất là ok luôn nhá. Không ăn da. Nên các bác dùng nó rất là thích. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là tăng đơ lược nhá. Có tặng kèm các bác một cái lược như này. Lược rồi chổi vệ sinh rồi đầy đủ cho bác luôn. Lên cho em là tông đơ lược nhá. Tăng đơ lược này. Tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược, giá của nó sẽ là tăng đơ lược này. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một con tăng đơ lược như này. Giá chỉ có 110.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đây. Nó sẽ bao gồm cho các bác là tăng đơ này, cữ kiếc đầy đủ ngon lành như này. Hàng đựng trong một hộp rất chất lượng như này. Các bác về dùng xong thì các bác lại bỏ vào hộp này cho em, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Zichen này, đó tăng đơ lược. Giá sẽ là 110k. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em một cái mã tiếp theo đó là cũng là một cái sản phẩm, nó sẽ là vừa tăng đơ vừa là máy cạo râu luôn, vừa tăng đơ vừa máy cạo râu luôn. Đây các bác này. Đấy, con này thì hàng cũng đựng trong cái hộp như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, hàng đựng trong một hộp như này. Đấy, một cái chổi vệ sinh. Tiếp theo kèm cho các bác nó sẽ là bên dưới này thì nó sẽ có cho các bác là cữ này, có cho các bác là cữ và dây sạc này. Còn ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là hai con tăng đơ như này,
một con tăng đơ, một con máy cạo râu luôn. Đây, về nhà các bác sạc pin đây cho em nhé, và công tác ở dưới đít này nhá. Đó, máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, đây là cái cữ khóa này. Về nhà thì các bác tháo cái cữ khóa này ra cho em nhá. Đó. Và đây là các bác tháo cái nắp này ra này. Tháo cái nắp này ra. Đó, cái này là nó sẽ giữ lẫy, các bác tháo ra cho em. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác thấy không? Một con tăng đơ nhỏ gọn nhưng mà chạy rất là khỏe này. Thân của nó bằng đồng các bác này, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Về nhà có cái cáp sạc đây. Đấy, các bác cắm cái cáp sạc này cho em này. Đấy, cắm cái cáp sạc này vào cho em này. Đó. Con này thì nó sẽ là pin liền luôn, pin liền, một quả pin 18650 liền bên trong này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1 này. Con này thì không ăn da nhá, không ăn da. Hàng cầm cực kỳ chắc luôn. Đây con này, cạo này. Đấy, cạo cho các bác xem nhá. Cạo đâu sạch đấy luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cạo đâu sạch đấy luôn các bác này. Đấy, cạo đâu sạch đấy luôn. Con này thì các bác có thể vừa dùng để mình cạo râu này, vừa dùng để cạo râu, vừa dùng để cắt tóc, chấn viêm, rồi mọi việc đều ok hết nhá. Đó, tiếp theo thì sẽ có cho các bác đó là một cái em máy cạo râu như này. Đây, máy cạo râu này. Đấy, về nhà các bác đưa vào mình cạo này. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt không? Đấy. Các bác nghe tiếng râu nó đứt xèn xẹt luôn nhá. Đấy, một em máy cạo râu nhá. Máy cạo râu. Đấy. Lưu ý các bác khi mình sử dụng thì mình nhấn vào cho em như này nhá thì nó sẽ vào râu nhá, nó sẽ vào râu. Đó, rất là tiện luôn. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu để mình cắt tỉa lông mũi nhá. Thì các bác xoáy cái đầu cạo râu này ra này, xoáy cái đầu cạo râu này ra. Lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi ở đây, lắp đúng tâm cho em nhá. Là mình sẽ dùng để mình cắt tỉa lông mũi được luôn. Đó, cắt tỉa lông mũi không nhá. Cắt tỉa lông mũi ở đây. Lưu ý các bác là khi mình cho vào mũi thì mình hãng bật nhá. Và khi nào mình lấy ra thì mình tắt đi, xong rồi mình hãng rút ra để tránh việc bị kéo lông mũi ra nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng lông mũi nó đứt chưa? Xẹt xẹt luôn các bác nhá. Đó. Lưu ý các bác là khi cho vào thì mình hãng bật và tắt đi thì mình hãng lấy ra. Đó, để tránh cái trường hợp là nó bị kéo lông ra nhá. Đó, thì không dùng nữa thì mình lại tháo ra, mình lắp cho em cái phần ấy vào. Đấy, các bác lại lắp cho em. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái phần lưỡi như này để nó cắt cái lông mũi này. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Con này thì nó cũng không có gì là cầu kỳ cả. Đấy, các bác cứ lắp ra lắp vào này là xong. Đấy, thì các bác cạo râu thì các bác lại lắp cái này vào cho em để mình cạo râu. Nó rất là tiện luôn. Nó rất tiện nhá. Thì con này thì các bác lên cho em là tăng đơ nhá. Đấy, lên cho em là tăng đơ A1. Đấy, tăng đơ A1 thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ba như này. Đấy, và để các bác dùng thì mình cắt tóc, cạo râu, rồi vệ sinh. Đấy, rất là ok luôn và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là tăng đơ A1. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò như này. Hàng của hãng nhá, niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang bên cho em là bộ đôi A1 nhá. Đấy, bộ đôi A1 này, bộ đôi A1 giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k cho một cái bộ đôi A1 như này. Đấy. Thì nó sẽ là 160.000 cho cái bộ đôi A1 như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tăng đơ và một máy cạo râu. Máy cạo râu này thì có tích hợp luôn cả tỉa lông mũi luôn. Đó, hàng rất chất lượng cho bác. Giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho cái bộ đôi như này. Đó, các bác có thể mua về để mình vừa cắt tóc, chấn viêm, vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi luôn. Đấy. Lên cho em là bộ đôi A1, giá của nó sẽ là 160k nhá, 160.000. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục với cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Có lên cho em là tăng đơ 9D. Tăng đơ 9D, con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi. 95k cho một con máy cạo râu như này. À, xin lỗi các bác, con này thì có lên cho em là máy cạo râu nhá. Đấy. Máy cạo râu 9D. Đấy. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu này, đó, máy cạo râu 9D. 9D nha, máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con máy cạo râu 9D như này. Đó. Giá của nó sẽ là 95.000. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con máy này. Đấy. Vâng, nước chú. Cái đấy đợt này cháu không bán nữa rồi. Hết bài đó à? Vâng. Đợt này có bán đâu. Từ đợt làm nhà xong là không bán nữa rồi. Dẹp nghề luôn à? Vâng. Thì cho tập trung vào cho bán cái hàng này thôi. Chú vào uống nước. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì
của nó sẽ là 63A nhá, 63. Điện của nó lên tới 400V, 400V luôn các bác nhá. Đấy, con này công suất cực kỳ lớn luôn. Công suất của nó sẽ là 63A. Các bác lên cho em là áp đảo chiều. Đấy, con này thì đấu nối cực kỳ đơn giản thôi. Nếu các bác không biết đấu nối thì có thể liên hệ kết bạn Zalo để em gửi cái sơ đồ cho các bác, hoặc là bác nào mà không có chuyên môn thì cứ gọi thợ điện lên họ đấu cho. Đấy, cho nó chuẩn chỉ các bác nhá. Lên cho em là áp đảo chiều nhá. Áp đảo chiều. Giá thì sẽ là 110.000. Đó, áp đảo chiều này. Giá của nó sẽ là 110k cho một con áp đảo chiều như này, 110.000. Công suất của nó sẽ là 63A nhá, 63A. Đấy, thì con này cái tính ứng dụng của nó thì các bác dùng điện gia đình là ok rồi. Và tính ứng dụng của nó thì sẽ là sử dụng cho máy phát điện này, hoặc là hai motor, hai công tơ này. Nhà bác nào hai công tơ, ví dụ như là nửa tháng đầu thì dùng cái công tơ 1, nửa tháng sau thì dùng cái công tơ 2, thì các bác sử dụng cái con này cho em. Nó rất là tiện, có sơ đồ đấu nối rất đơn giản cho các bác thôi. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là áp đảo chiều, giá của nó sẽ là 110.000 cho con áp đảo chiều như này. Các bác có thể dùng hai công tơ nhá, dùng hai công tơ hoặc là dùng máy phát điện đều ok hết, 110.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái dao Wattbo, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Thì bên shop về cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là đấy, nó sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là mũi nhọn và một loại là mũi vuông. Đó, đây nó sẽ là một con dao Nhật cực kỳ chất lượng như này, hàng nguyên đai nguyên kiện này, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh luôn. Đấy, nó sẽ có, các bác lên cho em là dao nhọn hoặc dao vuông. Đấy, dao nhọn hoặc dao vuông, nó sẽ có hai mẫu như vậy. Đây. Đấy, thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đây, đây. Con này thì nó sẽ là một con mũi vuông như này nhá. Con này thì bên em gọi nó là mũi vuông. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đấy. Đây em sẽ test trực tiếp cho các bác xem cắt giấy bóng nhá, cắt giấy bóng này. Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, hàng siêu bén. Đây, test trực tiếp cắt giấy bóng các bác này. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Bình thường nếu mà một con dao mà để cắt được một cái giấy bóng như này thì không hề là đơn giản chút nào đâu các bác nhá, không hề đơn giản đâu. Đấy, nhưng mà em cắt rất là ngon luôn các bác nhá, cắt rất là ngon luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao vuông nhá, dao vuông. Con này thì có lên cho em là dao vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đó, lên cho em là dao vuông này, đó. Dao vuông, giá của nó sẽ là 180k cho con dao vuông như này nhá. 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy. 180k nhá. Con này là dao vuông này. Tiếp theo thì các bác lên cho em. Đấy, con này nó sẽ là một con dao nó mũi nhọn này. Đấy, một con mũi vuông và một con mũi nhọn. Con này thì các bác lên cho em là dao nhọn nhá. Đấy, lên cho em là dao nhọn. Đây. Các bác lên cho em là dao nhọn này. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác một con dao nhọn như này, giá rất hợp lý luôn, 175.000. Nếu bác nào mua từ hai mua một cặp này thì bên em sẽ tính cho bác là 350 và bao ship nhá, 350 và bao ship. Đấy, đây, con này thì nó sẽ là dòng mũi nhọn như này nhá, mũi nhọn như này. Hai con thì độ bén đều là như nhau nhá, độ bén đều như nhau, độ bén này khỏi phải bàn rồi. Kích thước đây, đấy, dao của nó hoàn toàn là bằng thép hết, hàng thương hiệu Wattbo Japan này, dao bằng thép hết nhá. Rất bén luôn, các bác dọc được dưới bóng như này là các bác biết rồi. Đấy. Một con dao bình thường thì không bao giờ có thể dọc được giấy bóng nhá. Phải là dòng siêu bén thì mới dọc được giấy bóng như này. Đấy, bác thấy không? Đây. Phải là dòng dao siêu bén nhá, con dao bình thường là không dọc được đâu. Lưu ý các bác vậy luôn. Đấy. Dao bình thường là không có thể dọc được, phải dòng siêu bén thì mới dọc được nhá. Đấy, siêu bén thì mới dọc được. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái dao. Con này là sẽ là dao nhọn nhá. Các bác lên cho là dao nhọn, giá sẽ là 175.000. Đó. Dao nhọn, giá của nó sẽ là 175k nhá. 175k cho con dao nhọn như này. Đấy. Thì nó sẽ có hai mẫu dao nhọn và dao vuông. Đây, đây con này, đấy, một con là vuông, một con là nhọn. Con này là vuông này và con này là nhọn này. Đây, mũi nó nhọn như này, còn con này mũi nó vuông này. Nếu bác nào mua từ hai con này thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 350k nhá, 350k cho hai con này và bao ship nhá, 350.000 cho hai con dao này và bao ship này. Đó, 350.000 và bao ship cho hai mã như này. Đó, thì lên cho em là dao nhọn hoặc dao vuông các nhá, dao nhọn hoặc dao vuông, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy hút thổi bụi nhá. Con này thì siêu khỏe luôn, cả hút cả thổi bụi được luôn. Đây. Hút rất là khỏe luôn các nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn con này. Đấy. Con này thì hút siêu khỏe luôn. Đây, một cái biển to như này mà nó còn hút được là các bác biết rồi này. Đấy. Con này hút rất là khỏe luôn. Đấy, về nhà nếu mà hết con nào hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Con này nó hết pin mất rồi. Đó, hàng vận chuyển từ bên Nhật về nhiều khi nó hết pin luôn nhá. Đây, hàng made in Japan con này, made in Japan. Hàng vận chuyển từ Nhật về nhiều khi nó hết pin nhá. Đó, đây con. Rất là khỏe luôn. Đây, một cái biển như này nó còn hút được là các bác biết rồi. Đấy, cái biển này nó còn hút được các bác này. Đấy.
giữ luôn được cả cái biển này là các bác biết rồi. Đó, độ hút của nó rất là mạnh luôn nhá, rất là mạnh luôn. Đó. Giá thì đợt này hàng về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy hút thổi bụi nhá. Đấy. Máy hút thổi bụi. Đó. Hút cực kỳ là khỏe luôn này các bác. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Các bác theo. Đây. Hút cái biển này là rất là khỏe rồi. Đó. Ở đây thì nó sẽ có đầu nối dài như này để các bác đưa vào ví dụ như là mình bàn phím máy tính này rồi các cái vị trí khác nữa. Bàn phím máy tính rồi các cái khu vực nào mà mình cần hút này. Tiếp theo đến cái đầu thổi thì các bác lắp cái đầu thổi này vào cho em này. Đầu thổi này thì các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm các cái loại đều ok hết nhá. Đây, đây các bác này. Đây. Bơm này. Đấy, bơm lên này. Đấy các bác thấy không? Bơm phao, bơm bóng đều được nhá. Đây. Đấy. Căng đét luôn nhá. Đấy, căng đét này đẹp luôn, các bác thấy không? Đó. Căng đét luôn, các bác thấy không? Đó. Thì con này vừa hút vừa thổi luôn, nó rất là tiện. Đây có cái đầu bơm như này. Có các cái đầu to, đầu nhỏ như này. Đây, đầu to, đầu nhỏ này. Các bác vừa để hút thổi này. Đấy, cả một cái đầu to khự này để các bác có thể thổi bụi này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đây. Đấy, bụi này, thổi này. Gió rất là mạnh luôn nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là máy hút thổi bụi, con này thì bên shop đợt này về cho bác cái lô này giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Máy hút thổi bụi giá của nó sẽ em đang bán là 180.000 nhá. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 170.000 thôi. Máy hút thổi bụi nhá. Đó. Máy hút thổi bụi này. Hút thổi bụi giá của nó sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. 170.000 cho một con máy hút thổi bụi như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. 170.000 các bác nhá. 170.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình thể thao nhá. Các bác lên mã giúp cho em là bình thể thao. Dung tích của nó sẽ là 1 lít và giá thì siêu sốc cho bác luôn, giá siêu sốc cho bác luôn. Đây, một con bình thể thao như này. Dung tích là 1 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80.000 cho một con bình như này thôi. Hàng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Đấy, inox 304 sáng bóng, bên ngoài thì nó sẽ là dòng sơn tĩnh điện, màu mè các thứ rất là đẹp luôn. Bên ngoài thì sơn tĩnh điện này, bên trong của nó thì sẽ là nắp gioăng này, nắp gioăng cao su hết nhá và có lưới lọc nhá. Inox 316, một trong những cái dòng inox siêu xịn và siêu chuẩn luôn để các bác sử dụng nhá. Giữ nóng giữ lạnh luôn. Đây, inox 316 này, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Còn em thì em chưa test nhưng mà em cũng bán khá là nhiều rồi. Đây, có lưới lọc như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích là 1 lít, vừa sinh để các bác sử dụng nhá. Một ngày thì các bác uống thấp nhất cho em là 2 bình này, tức là 2 lít là ok. Một ngày thấp nhất các bác phải uống khoảng được 2 lít nước nhá, 2 lít nước. Dung tích của nó sẽ là 100ml các bác này. Đây. Đấy, 1000ml tức là 1 lít này. Đấy, 1000ml này, 1 lít này. Đó. Bình rất là đẹp luôn, màu sắc đẹp nhá. Inox 316 cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bình thể thao, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k thôi. Lên cho em là bình thể thao nhá. Đó. Bình thể thao này. Bình thể thao dung tích của nó sẽ là 1 lít và giá thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Đây. Kích thước của nó sẽ là 8 x 8 x 29 này, chiều cao là gần 30cm. Đấy, và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, 1 lít. Rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 80.000 cho con bình thể thao này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái ly nhiệt nhá. Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Đây, nó sẽ là một con ly giữ nhiệt như này và có kèm cho các bác cả nắp luôn. Thì các bác có thể để dùng để mình uống nước trực tiếp này, hoặc là các bác có thể là dùng để uống rượu, uống bia này. Bình thường thì nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái ống hút như này. Đấy, tặng kèm cho các bác một cái ống hút này, các bác cắm vào này. Đấy, cắm ở đây mình hút này. Đấy, nếu các bác không muốn uống thì mình hút như này. Đấy, màu inox sáng bóng cực kỳ là đẹp luôn. Màu inox sáng bóng cực đẹp luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất Mỹ này, American này các bác này. American này. Đấy, American. Hàng xuất Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn, có nắp đậy như này. Có nắp đậy này nhá. Đấy, nắp đậy như này. Không thích hút thì các bác có thể mở ra để uống ở đây, mở ra để uống ở đây nhá. Hoặc là các bác có thể mở nắp trực tiếp như này. Đấy, ví dụ các bác dùng để mình không dùng ống hút thì mình dùng để uống bia, uống rượu cho trực tiếp vào đây cho em. Hàng inox 304 hai lớp nhá, bên trong là hút chân không, cách nhiệt cực kỳ tốt luôn. Uống rượu, uống bia, uống nước đá không bao giờ lo bị thoả nhiệt ra ngoài nhá. Giữ nhiệt tốt và mình dùng thì nó rất là sạch sẽ. Ví dụ các bác dùng uống bia, cứ mua cho em 5-10 cái như này về cô uống bia. Con này thì dung tích của nó sẽ là 600ml nhá, 600ml luôn. Đấy, đây, dung tích của nó sẽ là 600ml này. Đấy, dùng để uống rượu, uống bia các thứ cực kỳ là chất lượng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng Nhật. Hàng Nhật xuất Mỹ nhá, American các bác này. American, hàng Nhật xuất Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có cả nắp đậy như này các bác uống. Đấy, có thể là lắp ống hút vào đây này, hoặc là các bác có thể dùng để mình bật cái này ra uống trực tiếp này, hoặc là mở hẳn nắp ra. Đấy, có tặng kèm các bác một cái ống hút như này, tặng kèm một ống hút như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k cho một con ly giữ nhiệt như này. Lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Ly giữ nhiệt này, đó.
ly giữ nhiệt hoặc là cốc giữ nhiệt cũng được này. Giá của nó sẽ là 70k nhá. Ly hoặc là cốc giữ nhiệt nhá. Đấy, ly hoặc là cốc giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70.000 cho một con ly hoặc cốc giữ nhiệt như này. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy cam nhá, giấy cam. Đây. Đấy nó sẽ là một bịch như này nhá, một bịch như này. Và về nhà thì các bác chỉ cần là giật cái đít này ra thôi, giật cái đít này ra sau đó thì các bác bóc ra. Giấy của nó siêu dai siêu mềm luôn, siêu dai siêu mềm luôn. Đấy, một bịch này của nó là lên tới là mấy trăm tờ luôn, thoải mái các bác sử dụng này. Đấy, một bịch của nó là mấy trăm tờ luôn, chỉ cần giật cái đít này ra là xong. Đó, giấy ba lớp cực kỳ dày dẫn và dai, giấy cực kỳ là ngon luôn. Lên mã cho em là giấy cam nhá. Này thì bên em sẽ bán là 40k cho một bịch như này nhá. 40k trên một bịch như này, còn bác nào lấy cả thùng thì của nó sẽ là 4 bịch là 150.000 nhá. 150k. 150k trên một thùng là một thùng của nó là 4 bịch nhá. Một thùng là 4 bịch luôn. Đó, một thùng của nó sẽ là 4 bịch. Còn mua lẻ thì sẽ là 40.000 trên một bịch như này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái bịch giấy đều thôi đã cũng phải là 25-30.000 rồi. Đây mà cả một cái bịch này cả nghìn tờ luôn. Đấy, giấy cực kỳ dai, mềm giấy và chắc chắn luôn. Đấy, giấy rất là ngon. Các bác có thể dùng để trong toilet, nhà tắm, nhà vệ sinh để mình sử dụng này. Đây, bóc này ra cho em này. Sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra. Đây, nó sẽ là dạng giấy như này các bác này. Đấy, đây. Hàng siêu dai luôn, giấy siêu dai này các nhá. Đấy. Các bác có thể dùng trong toilet này, dùng giấy ăn này, nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó, đây. Giấy của nó rất là dai luôn. Đấy. Rất là dai giấy như này dùng rất là đã nhá. Dai mềm giấy nhá. Giấy dai mềm giấy các bác thấy không? Đây. Đấy, giấy rất là dai này. Dai giấy mềm giấy dùng rất là đã luôn. Đó, và đây. Các bác cứ rút đây này là xong. Đó. Rút này thì nó sẽ ra nối như này nhá. Đấy. Rút này nó lại ra nối như này rất là tiện này. Các bác dùng để ăn uống này, nhà tắm, nhà vệ sinh rồi nói chung là ăn uống cũ bàn rất là tiện luôn. Giá thì 40k cho một bịch như này nhá. 40.000 cho một bịch như này. Đấy, các bác có thể đeo trực tiếp lên nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, hoặc là toilet này. Đấy, đeo lên toilet như này. Lúc nào dùng thì mình rút như này nhá. Dùng mình lại rút này, rất tiện cho em này. Đấy, dùng thì mình rút này. Rút tờ nọ nó lại nối tờ kia ra như này. Rất là tiện luôn, các bác theo. Đó. Rất là tiện nhá. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy cam nhá. Giấy cam 40.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là giấy cam nhá. Đó. Lên cho em là giấy cam, giá của nó sẽ là 40k trên bịch như này. Và mua cả thùng thì sẽ là 150.000 cho một thùng 4 bịch. Còn mua lẻ thì sẽ là 40.000. Đấy, mua cả thùng thì tính ra là 4-4-16 thì rẻ hơn 10.000. Đấy là 150.000 bịch như này. Đấy, cái giá 40.000 này là giá quá tốt rồi. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho bác cái lô nồi lẩu này. Lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp. Rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy, nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy, các bác theo. Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy, cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28cm nhá, 28cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy, cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy, cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy, sôi ngục luôn các bác nhá. Đó, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhé. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi lẩu 2 tầng đi. Nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy, nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng là 28cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá, có chống dính luôn các bác này. Đấy, đun nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi này, tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá, hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên là các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó, và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000.
giá rất tốt cho bác luôn. Đây, đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này, một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này, đường kính khoảng 28cm nhá, 28cm, đường kính 28cm, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn, chiên rán xào nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là em lên cho bác cái con nồi, nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy, nó sôi rất khủng khiếp luôn các bác, sôi rất khủng khiếp luôn. Con này sôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này, hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Sôi rất là ác luôn. Đây. Đấy, một con nồi lẩu như này, sôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho em là xong này. Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18cm nhá, 18cm. Đường kính của nó sẽ là 18cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, xôi rất là mạnh luôn, kèm dây riếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, đường kính 18cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy, điện thì nó sẽ là điện 220 này. Đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó. Đây, thông số riếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này, giá của nó sẽ là 100 đây. Đây, nồi lẩu mini, giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000, rất tiện dụng luôn. Đấy, sôi rất là mạnh, có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó sôi rất là dai luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn sôi mãi này, mâm của nó nóng rất lâu nhá. Đây, công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây con này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này. Nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, lên mã cho em là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt nhá, điện đã tắt, công tắc đã rút nhá, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn, sôi rất lâu luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm, đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này. Nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các bác nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng, có 2 tầng. Đây. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá, cho nước trực tiếp vào đây, nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bạn này, nó đang sôi đây các bạn này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bạn này, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sùng ục luôn, bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bạn này, đang sùng ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể, ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp được luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh riêu các thứ đi nhá, các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này, các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng và xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá, rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175k nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện, sôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này.
sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá, hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng nhá, đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000-8.000 và độ mịn 5.000-10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy, để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy. Hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này, độ mịn là 3.000-8.000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy. Lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. À, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000-10.000 nhá, 5.000-10.000. Đó, 5.000-10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000-8.000 nhá, 3.000-8.000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3.000-8.000. Thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000-8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000-10.000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45.000 cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80.000 nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Đấy. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy.
Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhé. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2m nhá. Nhân với lại bản của nó là 6mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2m. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Bản thì dày khoảng 2 ly nhá. Hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gỉ nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bác này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá. Tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá. 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy. Tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy. Thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây. Đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang. Có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe mũi khế rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5m nhá. Đấy các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5m. Có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bạn này. Đấy. Có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này. Đấy. Nước ra dạng lưới này. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá, hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác thì giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000, 8.000 và độ mịn 5.000, 10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy. Để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy. Hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này, độ mịn là 3.000 8.000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy. Lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000 10.000 nhá, 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đây. Độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000 10.000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn.
mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Đấy, và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 60mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2m nhá. Dân với lại bản của nó là 60mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này. Để mình sử dụng sơ cua mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2m. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Bản thì dày khoảng 2 ly nhá. Hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gì nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bác này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá. Tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các bác nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá, 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy, tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy, thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe, múi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5m nhá. Đấy, các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5m, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh.
giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bạn này, đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này, đấy, nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bạn nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cá sấu vàng. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một dòng là có hộp và một dòng là không hộp nhá. Đó. Chất lượng dây thì nó sẽ như nhau thôi. Dây thì nó sẽ là như nhau. Đó, chất lượng dây thì nó sẽ là như nhau các bác nhá. Đấy, không có gì thay đổi cả. Chất lượng, màu sắc và kiểu dáng đều là như nhau. Thì cái mẫu có hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đấy. 140.000, con này nó sẽ là dòng có hộp nhá, dòng có hộp này. Đấy, nó cũng tương đương như nhau, nó không có khác gì nhau cả. Đấy. Thì cái con có hộp này giá sẽ là 140.000. Đấy. Chất da các thứ như nhau thôi. Thì con có hộp này sẽ là 140.000 nhá. Thì nó sẽ là đựng trong cái hộp xịn sò như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trực tiếp, rất là ok luôn. Đấy, chất da của nó thì siêu mềm mại luôn. Đấy. Thì đây các bác lên xem là cá sấu vàng nhá, cá sấu vàng. Đấy, loại có hộp thì sẽ là 140.000 và loại không có hộp này thì giá của nó chỉ có 80k trong chiếc thôi. Đấy, thì các bác tùy, các bác có thể lấy loại có hộp hoặc không có hộp tùy theo. Hàng của nó thì sẽ là hàng đúc liền như này, hàng thắt lưng của nó sẽ là mặt đúc liền mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, chất liệu của nó rất là đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Khóa đúc liền như này. Đây, khóa nó kêu tanh tách các bác này. Đấy, nghe tiếng khóa kêu của nó rất là thích. Đấy, khóa rất là thích và đánh quạt trần. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy, con có hộp thì sẽ là con thắt lưng có hộp thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Bật đánh quạt trần. Các bác lên cho em là thắt lưng có hộp nhá. Đấy, thắt lưng có hộp này. Có hộp thì giá của nó sẽ là 140k nhá, 140k. Đây, nó sẽ là thắt lưng có hộp như này. Đấy, có hộp như này nhá. Đấy. Thắt lưng có hộp này, giá sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Còn thắt lưng không hộp nhá. Thắt lưng không hộp nhá. Đấy, không hộp thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái thắt lưng không hộp đây. Đấy, nó sẽ là một dòng thắt lưng cá sấu vàng rất là đẹp như này. Đấy, các bác lên cho em là cá sấu vàng hộp này hoặc cá sấu vàng không hộp cũng được. Đó là thắt lưng có hộp hoặc thắt lưng không hộp nhá. Cũng thế thôi. Đấy, con này thì sẽ là 80.000 cho một con thắt lưng như này. Đấy. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1m1m2 nha, 1m1m2. Các cái cỡ bụng to bụng nhỏ thoải mái luôn. Lẫy của nó sẽ là dòng lẫy trượt như này cho nên rất là thoải mái nhá, lẫy trượt như này. Đấy, khóa của nó cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng khóa kêu đã biết là hàng chất lượng rồi. Đấy. Chất da của nó thì rất là mềm luôn, chất da rất là mềm luôn các bác này. Đấy, chất da siêu mềm luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. Từ đường kim mũi chỉ, từ những cái đường khâu của nó này. Đấy, độ hoàn hảo, độ sắc nét cực kỳ là cao luôn nhá. Đấy, độ hoàn hảo, độ sắc nét rất là cao luôn. Mặt cá sấu mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, mặt cá sấu mạ vàng tuyệt đẹp như này nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là thắt lưng có hộp. Đây, con này thì nó sẽ có hộp như này. Đựng trong một cái hộp như này rất chất lượng xịn sò nhá. Thắt lưng có hộp thì giá của nó sẽ là 140.000. Đây, 140.000 cho một con thắt lưng có hộp như này. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Đấy. Còn các bác lấy giờ như này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái thắt lưng không hộp nhá. Đấy, 80.000. Đó, thắt lưng không hộp giá sẽ là 80.000. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Giá rất hợp lý. Đấy, hai con thì nó như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái hộp này thôi nhá. Khác nhau cái hộp này thôi. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cặp sách chống gù lưng nhá, cặp sách chống gù lưng như này. À, đây là hàng của Nhật nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ là cặp dạng hình hộp vuông như này. Cặp dạng hình hộp vuông như này và chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn. Đó. Chuyên của Nhật nó sản xuất cho học sinh để chuyên chống gù lưng nhá. Đấy. Bây giờ các em nó đi học thì sách vở mang theo rất là nhiều. Đấy, và cái tình trạng mà đeo nhiều sách quá thì bị gù lưng rất là nhiều. Đấy, gù lưng rồi còng lưng. Đó thì cái con này thì nó rất là đa di năng nhá. Bên ngoài của nó thì nó sẽ có cho các bác là các cái khay để đựng nước, đựng niếc này. Đấy, đựng nước, đựng bút sách linh tinh nhá. Đấy, hình sao vàng Việt Nam này và các cái ngăn nhỏ để phụ kiện các thứ bút sách này, hộp bút hộp biếc để bên ngoài này. Đấy, và một ngăn to nhá. Cái ngăn to này thì nó sẽ là dòng hình hộp vuông như này. Hình hộp vuông như này cho nên là nó rất là tiện này. Đấy. Dòng hình hộp vuông này rất là tiện để được rất là nhiều sách bút rồi máy tính bảng các thứ cũng ok. Đấy, và có lót mềm như này. Đấy, thắt đai chống gù lưng rồi chống
mỏi lưng các thứ cho các em luôn. Đây, rất là đẹp. Đấy, lót rất là êm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Các bác lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách cặp nhật chống gù lưng giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cặp nhật nhá, chống gù lưng giá của nó sẽ là 130.000, chống gù lưng này. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một cái cặp nhật chống gù lưng như này, rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn và giá thì khá là hợp lý các bác nhá. Đấy, rồi ok.